Xin chào mấy anh, mấy chú, mấy bác nha. Thì hôm nay mình có 5 con máy thôi. Hôm nay mình không có đi, cho nên mình giới thiệu với anh em 5 con thôi ha. Thì anh em chốt đơn thì có số điện thoại góc phải màn hình ha. Còn nếu mà anh em ship có thì anh em chịu khó cọc mình thẻ 50k ha. Thì anh em có thương thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Thì mình cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì mình không nói dài dòng nữa, thì mình vô mình giới thiệu từng con máy một cho anh em xem ha. Thì con nào được thì anh em nhìn vừa mắt vừa ý thì anh em alo cho mình ha. Thì nhiều khi anh em muốn mua máy liền mà không sợ bị mất đó, thì anh em cứ điện liền cho mình ha. Còn anh em không có thời gian bận rồi đó thì anh em cứ nhắn tin cho mình ha. Thì mình sẽ đọc, mình sẽ trả lời ha. Thì đôi khi mà người ta điện thì mình nghe máy không được, anh em thông cảm nha. Thì giờ mình vô con số 1 nha anh em. Này con số 1 ha. Thì này pin của nó còn chạy ha. Cao su nó chốc nè. Thấy không? Cao su nó chốc nè. Đừng tháo pin ra. Mình không có dán cao su ha. Cái này là chỉnh lực điện tử nha anh em, không phải chỉnh lực cơ nha, là chỉnh lực điện tử. Cái này mình không có dán. Máy mình nó có cửa rồi mà máy mình có cái là cái vỏ nó hơi cũ nha. Nhưng mà bên trong em bảo đảm với anh em là rất đẹp nha. Thì em có để màn hình đó, em có chụp màn hình để lại cho anh em xem đó, thì anh em coi trong đó ha. Nếu không có y như trong đó thì anh em cứ trả hàng về cho mình ha. Đó, thì cái máy này cái vỏ nó cũ thôi, bên trong ruột nó mới toàn nè. Chỗ này cũng rất mới luôn, chỗ này còn nó sơ nguyên luôn ha. Thì mình test con cho anh em xem đó nha. Đây, này pin này mình đã đóng lại nha. Pin điện thoại của mình lúc trước rồi ha. Đó. Máy còn thắng đều tốc đầy đủ cho nên không có gì chân ha. Đó không? Đảo chiều nè. Chậm nữa ha, nãy là tôi chậm nữa ha, lẹ nè. Đó không? Nè, khi nào mình bóp là mình vẫn chỉnh được nha, thấy không? Thấy không? Rồi giờ mình dỡ cái vỏ thịt ra chút xíu. Cái đầu vít này mình không có vệ sinh nha anh em. Nó hơi bị xét xíu, anh em về chịu khó đánh ra giúp mình cái nha. Không? Tét con dừa ổ à, tét. Để mình giờ cái này quay xuống xíu đi, cho dễ nhìn ha. Rồi bán lại con cho anh em xem ha, qua con khác ha. Đó. Đó. Không? Này không phải pin của nó nha. Pin này còn pin của nó nè. Còn pin của nó còn mới lắm nha anh em. Thấy không? Mới can xà beng luôn pin này. Đó. Còn chạy luôn nha. Còn chạy, pin còn chạy luôn nha. Rồi con số 1 này nè, nó hơi cái nè, nó hơi có cái lằn này nè. Một xíu ha. Này mình rửa rồi mình cạo nó chốc á. Cái này nè, nó có lằn xíu này ha. Đó. Còn lằn tới đâu. Cái này ha. Máy này nói chung hơi cũ nhưng bên trong còn rất mới nha anh em. Anh em nè, motor đó anh em xem nè. Cái motor này cái vỏ hơi bên ngoài hôm qua mình có tháo ra rồi, mình có vệ sinh bên trong nha. Nhớt nhau mình vô đầy đủ hết trơn ha. Thì anh em muốn về kỹ thì vệ sinh lại, còn không kỹ thì để nguyên ha. Chứ mình vệ sinh rồi anh em tháo ra cũng chỉ coi máy thôi chứ đâu có vệ sinh gì được nữa đâu. Rồi, con số 1 là 500k ha anh em. Rồi anh em chuyển khoản bao ship ha. Rồi mình cho qua số 1 nha. Giờ tới con số 2 đi. Con số 2 550k. Con số 2 này mình đã thay cò rồi nha anh em. Con này mình đã thay cò rồi ha. Rồi, test máy ha. Đợt trước máy này là nó không có điều tốc ha. Bây giờ mình thay là nó có điều tốc rồi đầy đủ ha anh em. Thấy không? Đảo chiều nè. Đó. Máy này, này hãng Boss thì nói gì nữa anh em ơi. Hãng Boss thì bao khỏe luôn. Rồi gắn vô bắn hai con vít cho anh em xem ha. Tháo ra. Đó. Máy rất khỏe nha anh em. Đúng không? Đó, giờ tháo này ra cái mình sợ chạm.
Đây, này pin này mình ngắt khúc ra để mình test máy cho anh em xem thôi. Con này còn rất mới nha anh em. Con này là mình có tháo ra vệ sinh rồi, vớt ra mình vô đầy đủ hết trơn rồi ha. Thì anh em về khỏi cần vô ha. Còn anh em này thân máy gió pin boss nha anh em. Đó, cho anh em coi sơ máy nha. Con này số 250 nha anh em. Đầu còi nguyên nha. Đó, thấy không? Rồi, máy còn ok nha anh em, máy còn đầy đủ chức năng, full chức năng luôn nha. Còn này mình đã thay rồi nha. Đó, đèn này cũng còn luôn nha anh em. Để mình kẹp lại mình cho anh em coi đèn ha. Quên nãy giờ không có cho anh em coi đèn được. Nãy giờ quên vụ đó. Đây, thấy không? Bật xuống nè, thấy không? Bật lên nè, bật lên cuối cùng là tắt nha. Bật nó có hai cấp nha. Đó, thấy không? Nó có hai cấp rồi. Thì máy này là full chức năng ha, có máy này đủ chức năng ha anh em, chỉ thay cò thôi ha. Rồi, con máy này mình đánh số 250 nha anh em. Mình cho qua số 2 chuyển khoản bảo ship nha anh em. Rồi con số 3, con này là viết rồi quên, con này số 6504 hay 6506 đây. Pin cũng còn chạy nha anh em. Máy này mình không có tháo vệ sinh nha, máy này để nguyên bản nha, không có vệ sinh nha anh em. Không có rửa luôn, không có rửa xà bông, rửa bọng gì hết trơn á. Đó, mua về để bán cho anh em luôn ha. Thì cao su chốc nè. Đó, cái này là huyền thoại của nó rồi. Nó chuyên gia là thầy chốc cao su á. Ha. Lọc luôn. Rồi. Để cũng có dính dắt được gì đâu, để về anh em chắc chắn cũng lọc ra. Anh em không lọc thì cũng để đó thì ấy, chứ lọc ra thấy nó liền lạc đẹp hơn. Nè, tua này ha. Đó. Tua. Anh em coi sơ từ hàng máy còn rất khỏe nha anh em. Máy nguyên bản không có vệ sinh nha. Rồi cái đầu này. Rồi. Máy con này. Máy con này, mấy loại này bao khỏe luôn ha. Thì quả nè, con này pin nó phải của nó nha. Pin nó pin đế vàng này ha. Pin nè. Máy này đủ chức năng nha anh em. Pin này chắc hơi yếu à. Đó, máy này đủ chức năng nha. Rồi, con máy này là con số 3 3450K ha anh em. Anh em chuyển khoản bao ship luôn ha. Thì thân máy giao pin. Đó. Rồi, tháo đầu này ra qua con số 3 nha anh em. Chứ nó không có gì khác nữa hết trơn á. Rồi. Con này của Hitachi ha anh em. Đây. Tem nó còn ha. Tem hơi mờ, 12V vậy nè, để coi 12V gì. Nó bị dướng dướng cái gì chỗ này rồi, nhìn cũng thấy cái tem nó mờ mờ ha. Rồi. Con này cũng còn liên lạc nha anh em. Con này thấy cái bộ nó ngon à. Nhưng có cái là cái anh em tay chân mình bị nhớt á, mình làm nó nhớt á, nó dính hơi đen đen. Anh em về rửa ra nó cũng màu hồng hồng luôn ha. Đó. Cái đèn này thì nó còn nút bấm chứ mình không biết nó còn chạy hay không nha. Cái đèn này nó không quan trọng cho nên mình không có tháo coi. Thì anh em ai muốn coi á, thì chắc chắn là nó thường thường nó hết chết lắm. Tại con đèn này nó không có gì chơi, nó hết chết lắm. Chỉ có hai công tắc này thôi à. Về tháo pin ra thay vô ha. Thì này là pin của nó luôn ha. Để mình test còn thử coi nó pin nó còn mạnh không ha. Cái này mình sạc vô để cho anh em về. Thí dụ mà mình pin này nó có nè, anh em về xài không được, nhưng mà tới lúc anh em nhận hàng thì anh em sẽ test máy được ha. Con nào mình kích được, mình sạc được thì mình sẽ sạc để vậy cho anh em về và ấy ha, dễ ha. Đó. Đó. Pin của nó nha nè. Đó. Con này bao khỏe luôn, bắn lúng luôn không? Đó. Rồi khỏi lấy pin khác test luôn. Rồi, con này là số 4 500K ha anh em. Đó. Màn hình cũng còn ấy, cái đầu này mình có đánh lại ha. Cái máy này mình đã tháo vệ sinh rồi, trong đây cái motor nó còn cái dòng của motor nó còn 7 màu luôn nha anh em. Cái dòng motor nó còn 7 màu. Còn rất đẹp cho bên trong á. Đây. Anh em coi sơ máy qua con khác ha. Máy còn đầy đủ không thiếu gì hết ha. Nó chỉ hơi chóc cái lớp của cái chỗ bóng đèn thôi à. Pin còn chạy luôn ha. Pin còn chạy để về anh em có xài được, xài không được thì để dành mà lúc nhận hàng test máy luôn ha. Rồi. Máy còn đầy đủ chức năng ha. Điều tốc nè. Thắng nè, thấy không? Thắng nè, đó, đảo chiều.
không? Cái nữa nè. Đó, máy còn ok, full chức năng nha em, máy còn rất khỏe nha. Rồi, con này số 4 550 anh em. Hitachi 12V. Đây, đây là con cuối cùng của mình. Đây là con Ryobi nha anh em, thấy không? Ryobi. Để mình mở hộp ra. Con này có hộp luôn nha. Đây. Nha. Một thân máy, một vỏ, một pin với một sạc ha. Thì cục pin này nè mình đã đóng mới lại nha anh em, pin nó là pin này. Pin này mình đã đóng mới rồi nha, mình thay 4 cục pin nha. Đó. Mạch thì mạch zin, thay 4 cục pin thôi. À, pin xanh nè thấy không? Đó là pin xanh Samsung nha anh em. 20R rồi anh em. Rồi. Đây cục pin nó đây. Pin mình đã đóng mới, sạc, nhận sạc, nhận sạc zin nha anh em. Để mình lấy cái cọng dây mình ghim bóng đèn, ghim sạc cho anh em xem cái đây. Đèn nó chớp nha anh em. Cái đèn này á, là nó chớp, khi mà mình đút sạc vô nó sẽ lên đứng lại nha. Thấy không? Nó sẽ đứng lại, khi nào nó đầy nó sẽ chớp đèn vàng vàng đây nha anh em. Khi nào nó đầy nó chớp đèn vàng vàng đây thì anh em rút ra nha. Chứ lúc đó là nó ngừng sạc rồi ha. Đó. Rồi. Bây giờ cái máy cho anh em coi sơ máy đó nha. Máy còn rất đẹp nha anh em, mới can xà beng luôn nha anh em. Em mã số nè. Đây là 1406 anh em. BLG1406. Đó anh em coi kỹ cái thông số giúp mình nha. Để nhìn thời khó coi ha. Đó. Để cho anh em coi máy gần chút ha. Thì anh em máy này mình không có tháo, không có sửa với chân ha anh em. Máy còn nguyên bản luôn ha. Em cho anh một tour nè. Tôi còn mới can xà beng luôn anh em ơi. Ha. Cục pin của nó nè. Cục pin nó còn rất đẹp nha anh em. Đó. Pin lithium 14V. Mình đã thay 4 sợi pin mới vô nha. Rồi, bây giờ mình test con máy cho con ốc chích cho anh em xem cái nói chuyện tiếp ha. Rồi. Test. Rồi. Tát hết trơn luôn. Này nó chịu ngồi nó tát hết trơn. Rồi. Thì con này thân máy một pin, đóng pin mới, có sạc luôn, là 1.1 nè. Dạ. Có hộp luôn nha anh em. Đây, 1.1 ha. Là để mình quay lên cao xíu cho dễ thấy ha. Rồi. À, hộp đó nè. Đó, hộp mới can xà beng luôn. Đây, trọn bộ nó vậy. 1.1 ha anh em. Anh em mua về là xài bao ngon nha anh em. Thì máy này thì khỏi nói rồi. Máy còn mới can mà. Còn 95-97% nói gì nữa. Thấy không? Đầy đủ nè, nhìn con dây là biết nó mới rồi nè anh em. Con dây không dính dơ luôn. Nó rất mới. Nói chung là máy còn rất ngon, rất đẹp luôn. Đó. Tôi còn sáng giới nha, máy này mình không có tháo chứ. Không có tháo, không có vệ sinh, vệ móc gì hết trơn á. Mình để mua nguyên hộp gì về, mình bán nguyên hộp ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình để góc phải màn hình ha anh em. Thì con này cũng là con cuối cùng của mình. Thì con này 1.1 nha anh em. Số 5, 1.1. Con này cũng là con cuối cùng của mình. Thì anh em con vừa ý con nào thì anh em cứ alo cho mình ha. Thì số điện thoại mình để góc phải màn hình đó. Còn anh em nào thương mình cho mình xin một like, một lượt đăng ký nha anh em. Rồi video này kết thúc tại đây. Thì Phan đã để mình nói về mình ấy là từng con máy một cho anh em xem cái đã nha ha. Tổng số là cho từng con máy một cho anh em xem nha. Đây số 5 là con 1.1 ha anh em. Đây con số 1 là 500k ha anh em. Thân máy vỏ pin. Pin còn chạy ha. Pin này còn rất mới nha anh em, pin đỏ quét luôn ha. Đó. Thì về anh em chà chà sớ đi ra nha. Mấy cái này là cái xét cái tan đó rồi nữa sạc máy không ăn ha. Này con số 2 là 550 nha anh em.
thân máy vỏ pin cò thay mới ha. Đó, máy còn rất đẹp nha anh em. Máy còn mới can xe ben em tháo cái đầu này ra mới trắng tư luôn. Rồi, con số 3 đi 450 ha. Con này là EZ6504 cái gì nè, đã mất tiêu số rồi. Sau bữa nay tự nhiên không tìm thấy số luôn. Pin này còn sống ha, motor còn cũng đẹp lắm nha anh em. Đó motor đó. Máy này mình không có vệ sinh nha. Anh em mua rồi anh em về vệ sinh ha. Chứ mình vệ sinh là mình tính tiền thêm, vệ sinh thêm cũng vậy à. Đó. Thì con này có vệ sinh rồi. Hai con này cái cò mới đầu mua về cò nó chạy không ngon, cái cò nó dạng như nó sượng á. Cái đầu mình mới tháo ra mình vệ sinh cò ha. Thì cái cò lâu ngày dính dơ nó không có, nói chung là nó không ăn á. Đó. Máy này pin còn sống rồi, pin còn chạy nha anh em, chứ không phải pin còn sống nha, mình không có bao pin nha, mình chỉ bán thân máy vỏ pin thôi nha. Thì còn số 4 nó 500k ha. Rồi. Thì con đó nó số 4 nó là hết rồi anh em. Thì video mình kết thúc tại đây. Thích con nào, vừa ý con nào thì anh em alo cho mình ha, thì chuyển khoản mình bao ship. Còn mà ship có thì chịu khó cộng mình cái thẻ 50k ha anh em. Rồi video kết thúc tại đây thì anh em chào anh em nha. Hẹn anh em lại video tiếp theo nha. Chào anh em nha.